Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 95 đến trang 98 bài 17 Khám phá thế giới. Bài đọc 4 Bức mật thư. Một sáng chú tôi gọi tôi vào phòng. Ông say sưa nói về một quyển sách cổ vừa tìm được trong tiệm sách cũ. Bỗng một miếng da thuộc cáo bẩn từ quyển sách rơi xuống. Chú tôi nhặt nó lên. Đó là miếng da to bằng bàn tay có những dòng chữ kỳ lạ. Chú tôi lẩm bẩm, có vẻ là một bức mật thư. Ông đọc cho tôi chép lại, nào ngờ, sau khi liếc qua tờ giấy, ông bỗng đứng bật dậy chạy xuống đường. Tôi cầm tờ giấy bí hiểm cố đọc theo nhiều cách, nhưng đều thất bại. Vô tình tôi dùng nó làm quạt. Khi mặt trái hướng về phía mình, tôi kinh ngạc thấy hiện lên hai từ núi lửa trái đất. Tôi chăm chú dò từng chữ một, nhưng đọc xong tôi hoảng hồn. Trời ơi, chú tôi mà biết điều bí mật này, ông sẽ sẵn sàng mạo hiểm và kéo tôi theo. Bỗng cửa phòng bật mở, chú tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi ngay vào bàn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chợt chú tôi đứng dậy, cầm mũ bước ra ngoài. Tôi vội gọi, chú ơi, cái chìa khóa nào, chìa khóa của bản mật mã ấy à? Nếu chú đọc được từ chữ cuối lên thì... Tôi chưa kịp nói hết câu, chú đã giật lấy tờ giấy, đọc một mạch. Hãy đi xuống miệng núi lửa, Sniffin, trước tháng 7, các bạn sẽ tới được trung tâm trái đất, Sa Nusem. Đọc xong, chú tôi bảo Sa Nusem là một nhà thám hiểm nổi tiếng thời xưa. Axel, cháu chuẩn bị hành lý cho chú. Cái gì ạ? À? Tôi kêu lên sửng sốt, và cả cho cháu nữa. Đi vào lòng trái đất ư, nhưng tôi biết một người say mê nghiên cứu như chú tôi sẽ không bỏ qua một cuộc mạo hiểm như vậy. Duyên Wettner, Bích Thủy Dịch. Như vậy các em vừa theo dõi bài đọc. Trong bài đọc trên thì được trích từ truyện Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất của Duyên Wettner. Nội dung chuyện là tưởng tượng của nhà văn dựa trên những dự đoán về sự phát triển của khoa học, kỹ thuật trong tương lai. Da thuộc là da súc vật đã được chế biến thành vật liệu dai và bền để làm giày, dép, quần áo và đồ dùng khác. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Chuyện gì xảy ra khi người chú nói với cháu về quyển sách cổ? Thì khi người chú nói với cháu về cuốn sách cổ thì một miếng da thuộc cáu bẩn từ quyển sách rơi xuống. Khi mà người chú nói với cháu về quyển sách cổ. 2. Người cháu tình cờ phát hiện ra cái cách đọc bức mật thư như thế nào? Thì người cháu đã tình cờ phát hiện ra cách đọc bức thư khi lấy tờ giấy dùng làm quạt. Câu 3. Vì sao lúc đầu người cháu không định nói với chú về phát hiện của mình? Thì lúc đầu người cháu không định nói với chú về phát hiện của mình vì sợ ông chú sẽ mạo hiểm và kéo mình theo. Tiếp theo câu 4. Vì sao người chú tin vào bức mật thư và quyết định thực hiện ngay cuộc thám hiểm? Thì người chú tin vào bức mật thư và quyết định thực hiện ngay cuộc thám hiểm vì trên đó là tên của một nhà thám hiểm nổi tiếng thời xưa. Tiếp theo luyện từ và câu, mở rộng vốn từ du lịch. Số 1 nhỏ, đọc và trả lời câu hỏi du lịch khám phá. Ngày nay du lịch khám phá đang trở thành xu hướng ưa thích của nhiều du khách. Du lịch khám phá không chỉ dành cho những người lớn mà còn có những cái hình thức rất hấp dẫn dành cho trẻ em. Một trong những hình thức ấy là trải nghiệm cuộc sống ở các nông trại giáo dục. Vì các nông trại ở không xa thành phố, đường giao thông thuận tiện, du khách có thể đi xe buýt. Đến nông trại thì trẻ em sẽ được tham quan các khu cây trồng vật nuôi, tự tay trồng cây, tưới cây và cho một số vật nuôi như gà, vịt, thỏ, dê ăn. Các em còn được cưỡi ngựa, bắt cá và tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn. Minh An. A. Tìm trong đoạn văn trên các từ ngữ về du lịch, tên hoạt động du lịch, khách du lịch, phương tiện đi lại, địa điểm du lịch hoạt động ở địa điểm du lịch. Thì các từ ngữ về du lịch trong đoạn văn trên đó là du lịch khám phá, này, du khách tham quan, tham gia, v.v.
B. Tìm thêm ở ngoài đoạn văn trên những từ ngữ khác về du lịch. Thì những cái từ ngữ khác về du lịch như là hộ chiếu, du lịch trong nước, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, tour, chuyến đi, khách du lịch quốc tế, lịch trình, vân vân. Tiếp theo số 2 nhỏ, viết đoạn văn kể lại hoạt động của em trong một buổi tham quan hoặc là du lịch cùng lớp hoặc là gia đình em. Như vậy chúng ta sẽ nhớ lại những cái hoạt động của mình trong một buổi tham quan hoặc du lịch cùng lớp, cùng gia đình, thì các em sẽ viết đoạn văn kể lại. Tiếp theo, góc sáng tạo, vẽ tiếp sức. Số 1 nhỏ, thì các em đọc bản hướng dẫn trò chơi dưới đây và chơi thử với các bạn. A. Chuẩn bị, tổ chức 2 hoặc là 3 đội, mỗi đội 4 người. Phấn viết bản lớp nếu chơi trong phòng học. Xóa vẽ giấy A3 bút lông nếu chơi ngoài trời. Rồi khăn bịt mắt. B. Quản trò sẽ nêu cách chơi. Thì mỗi đội xếp thành một hàng dọc các bản hoặc là giáo vẽ 3 mét. Mỗi đội sẽ vẽ một hình con thỏ, nhưng mỗi thành viên trong đội chỉ được vẽ một bộ phận đầu, thân, chân hoặc là đuôi. Thành viên đầu tiên của mỗi đội sẽ được bịt mắt và vẽ lên. Vẽ xong thì trở về hàng. Các thành viên khác sẽ quan sát bạn mình vẽ. Khi lên vẽ sẽ được bịt mắt. Cứ như vậy đến khi cả đội vẽ xong. Thì phần số 1 này các em sẽ chơi thử với các bạn theo sự hướng dẫn của người quản trò. Hai nhỏ là chúng ta hãy viết bản hướng dẫn một trò chơi mà em thích. Thì các em có thể thực hiện ở nhà và vẽ thêm hình minh họa cho bản hướng dẫn đó.